Công việc của Khang là mẫu ảnh, lịch trình dày đặc và không có thời gian làm nước ép rau củ quả để uống, nên tôi khá lo lắng cho làn da của mình. May mắn được bạn đồng nghiệp giới thiệu cho sản phẩm bột cần tây Goshi này uống thử, vừa tiện lợi vừa an toàn, giá cả phải chăng mà lại hiệu quả nữa chứ. Các công dụng khi dùng bột cần tây Goshi: duy trì vóc dáng cân đối, hỗ trợ ổn định huyết áp đối với người huyết áp cao, giúp trẻ hóa làn da và thanh lọc cơ thể cho mọi người nha. Thành phần nguyên chất từ cần tây tươi, tuyển chọn từ nông trại cần tây được trồng tại tỉnh Lâm Đồng. Bột cần tây được sản xuất theo công nghệ sấy lạnh, giúp giữ đến 95% dưỡng chất có trong cần tây tươi. Và GoCVN là thương hiệu chuyên cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng cho sức khỏe vàng có nguồn gốc nguyên chất thiên nhiên, siêu tiện lợi, không chứa chất bảo quản, an toàn cho người tiêu dùng như bột cần tây, bột diếp cá, trà lá ổi, trà cỏ mật đậu đen. Khang có mua 2 hộp, một hộp 72g bao gồm 24 gói và một hộp 45g, trong đó có 15 gói. Một gói nhỏ như thế này tương đương với 90g cần cây tươi, đạt chuẩn ISO 22000 phiên bản 2018 và FDA xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ. Cách dùng cực kỳ đơn giản nha. Pha một cái bột cần tây vào 60 đến 80ml nước ấm, sau đó khuấy đều rồi dùng được rồi nha. Bột này nguyên chất không đường, có mùi thơm nhẹ dễ chịu từ cần cây tươi. Vị của nó tôi thấy dễ uống hơn cần tây tươi rất nhiều luôn á. Ngoài ra, bột cần tây còn dùng trong các món trộn, súp, canh, sữa chua, dùng đắp mặt và nhiều công dụng khác. Gói nhỏ 3g sử dụng rất tiện lợi và nhanh chóng, có thể mang theo đi làm hoặc đi chơi để pha uống nè. Bye bye. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Lưu ý, hiệu quả của sản phẩm sẽ tùy thuộc vào chế độ ăn uống, luyện tập thể dục và cơ địa của mỗi người.